Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình căng thẳng tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Nga thay thế Nord Stream 2 bằng đường ống dẫn khí đốt tới Trung Quốc. Bộ trưởng Năng lượng Nga cho hay Nga và Trung Quốc sẽ sớm ký các thỏa thuận về việc cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm qua đường ống thế lực châu Á Siberia 2 trong tương lai. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 15 tháng 9 cho biết một đường ống của Nga tới Trung Quốc sẽ thay thế đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 Nord Stream 2 tới châu Âu bị từ bỏ trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga Russia 1 về việc liệu Nga có thay thế dòng chảy phương Bắc 2 bằng đường ống thế lực châu Á Siberia 2 hay không, ông Novak đã khẳng định là có. Trước đó, bên lề chuyến thăm Uzbekistan, quan chức này cho hay Nga và Trung Quốc sẽ sớm ký các thỏa thuận về việc cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm qua đường ống thế lực châu Á Siberia 2 trong tương lai. Khối lượng này gần như ngang bằng công suất vận chuyển tối đa của dòng chảy phương Bắc 1, 55 tỷ mét khối, đã ngừng hoạt động kể từ ngày 2 tháng 9. Đường ống thế lực châu Á Siberia 2 sẽ thúc đẩy nền kinh tế tiêu tốn năng lượng của Trung Quốc, một phần đi qua Mông Cổ. Việc xây dựng đường ống này sẽ bắt đầu vào năm 2024. Trước đó cùng ngày, phát biểu qua phiên dịch viên tại cuộc hội đàm ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan, Tổng thống Mông Cổ Ukhnagin Khuresuk đã tuyên bố ủng hộ việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt này. Để tạo điều kiện thuận lợi giảm phiền hà cho công dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền hướng dẫn để công dân biết về giá trị sử dụng của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các thông tin sử dụng thay thế để chứng minh về cư trú. Cụ thể, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2022. Khi công dân đăng ký khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thì cơ quan đăng ký cư trú thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, đồng thời điều chỉnh cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính. Cách thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để chứng minh cư trú gồm: dùng căn cước công dân gắn chip, tra cứu khai thác thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia, sử dụng ứng dụng VNeID, sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo số định danh cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, thị trường xăng dầu trong nước thời gian vừa qua gặp nhiều xáo trộn, giá tăng cao ảnh hưởng tới giá hàng hóa trong nước, lạm phát. Trước tình trạng này, tại họp báo công bố Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, sáng ngày hôm qua 15 tháng 9, nhiều ý kiến đề xuất xem xét điều chỉnh thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu. Theo ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường, giúp giá xăng dầu trong nước hạ nhiệt. CPI tháng 8 tăng 2,58% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt giá hàng hóa trong nước, nhất là giá xăng dầu, thì mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% là thách thức. Ông Thanh cũng cho biết, Quốc hội yêu cầu chính phủ theo dõi chặt chẽ tình hình giá xăng dầu thế giới để đánh giá tác động, từ đó đề xuất giảm các loại thuế với xăng dầu. Thuế bảo vệ môi trường đã giảm kịch khung theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các sắc thuế khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tới giờ, cơ quan này chưa nhận được tờ trình của chính phủ. Ngoài thuế, trong nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị xem lại các yếu tố cấu thành giá xăng dầu hay sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thế nào để giá trong nước diễn biến theo sát giá thế giới. Tại kỳ họp thứ 2 hồi tháng 11 năm 2021, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết số 33 về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đây là nhu cầu xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tư pháp không chậm trễ, tiết kiệm chi phí xã hội. Sau thời gian chuẩn bị, tại nhiều địa phương đã mở phiên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến. Việc làm này đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động tư pháp tại địa phương, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là phiên tòa trực tuyến đầu tiên được Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức do thẩm phán Đỗ Ngọc Thiện chủ tọa, xét xử sơ thẩm vụ án hành chính khởi kiện về quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai giữa ông Phạm Quốc Khanh, ngụ tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, khởi kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa. Phiên tòa đảm bảo đầy đủ thủ tục tố tụng, thành phần tham gia tố tụng. Khác biệt duy nhất ở phiên tòa này là ngoài điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân tỉnh có sự tham gia của người khởi kiện, thì điểm cầu thành phần có người đại diện liên quan bị khởi kiện được kết nối thông qua hệ thống máy tính nối mạng Internet theo thời gian thực, cho phép đương sự, người tham gia tố tụng, tham gia tất cả trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa. Khoảng cách đã rút ngắn lại, cũng là chi phí đi lại
của nhà nước cũng như là các người dân thì sẽ được giảm nước về phần chi phí và tốn kém thời gian. Và về phía người bị kiện thì có nhiều cái điều kiện ở trụ sở của mình mà vẫn giải quyết vụ án được, và lại có những người giúp việc, họ có những tài liệu chứng cứ để bảo vệ vững chắc những cái quyết định mà đúng đắn. Như vậy là có cái sự là rất là khách quan mà nói như mọi người là tâm phục khẩu phục. Sau quá trình xét xử và tiến hành nghị án, Hội đồng xét xử trực tuyến Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Quốc Khanh đối với yêu cầu hủy quyết định số 60 ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp để xây dựng hàng rào của ông Phạm Quốc Khanh. Phiên tòa trực tuyến nói chung là vẫn đảm bảo tất cả các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cái phần âm thanh thì chưa được tốt, cần phải khắc phục thêm. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục xét xử 4 vụ án hành chính. Bước đầu, Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ xét xử những vụ án hành chính đơn giản, chứng cứ rõ ràng, sau đó sẽ mở rộng sang những vụ án có tính chất phức tạp, kể cả án hình sự. Tòa án Nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo cho Tòa án Nhân hai cấp là tiến hành xét xử những cái vụ án đầu tiên là những vụ án đơn giản, và trong cái quy định thì là những vụ án đơn giản có thể là hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình hoặc là hành chính. Nhưng mà theo cái chỉ đạo của tòa án tối cao thì là tòa án các cấp phải chú trọng thực hiện cái phiên tòa trực tuyến, nhất là những phiên tòa hành chính hiện nay. Việc xét xử trực tuyến nhằm hỗ trợ hoặc thay thế xét xử trực tiếp tại tòa án, giúp nâng cao chất lượng xét xử, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành tòa án, cũng là giúp cho tòa án đảm bảo được an ninh trật tự, an toàn cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. Liên quan đến vụ hơn 9 triệu cuốn sách giáo khoa giả, ngoài 4 bị can bị truy tố, nhiều cán bộ khác thuộc Quản lý Thị trường Hà Nội đã bị kỷ luật vì có trách nhiệm liên quan. Theo đó, quá trình điều tra mở rộng vụ sản xuất buôn bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả tại công ty Phú Hưng Phát, ông Trần Hùng truy tố về tội nhận hối lộ. Trước khi bị bắt, ông này từng làm cục phó của Quản lý Thị trường Hà Nội, tổ trưởng 304 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương. Các bị can Lê Việt Phương, cựu đội phó Đội Quản lý Thị trường số 17 Hà Nội và hai thuộc cấp là Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bị can Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát cùng 29 người khác bị truy tố về tội sản xuất, mua bán hàng giả và môi giới hối lộ. Ngoài ra, cáo trạng cũng nhắc đến nhiều cán bộ Quản lý Thị trường Hà Nội từ phó cục trưởng, đội trưởng đến cán bộ bị kỷ luật vì có trách nhiệm liên quan. Sau 6 lần lọc ảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả kết quả chính thức cho các trường đại học. Các trường dự kiến công bố điểm chuẩn trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 17 tháng 9. Và từ sáng 15 tháng 9, nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp hoặc có sử dụng kết quả thi này trong xét tuyển. Dự kiến trong chiều nay, nhiều trường đại học ở nhóm xét tuyển phía Bắc sẽ công bố điểm chuẩn chính thức cho thí sinh. Cụ thể, ngành dược học có điểm chuẩn là 21. Các ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, khoa học dữ liệu điểm chuẩn là 20, tăng cao nhất 2 điểm so với năm ngoái. Các ngành hệ thống thông tin quản lý, robot và trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật ô tô, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, thú y có điểm chuẩn là 19. Các ngành còn lại của trường có điểm chuẩn là 17 tới 18 điểm. Cao nhất đến thời điểm hiện tại là các khoa quan hệ công chúng, Hàn Quốc học và Đông Phương học, trường đại học, khoa học xã hội và nhân văn, 29,95 điểm. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Theo dự báo của các chuyên gia, một số ngành hot như công nghệ thông tin, kinh tế, kỹ thuật, điểm chuẩn có thể tăng từ 0,5 tới 3 điểm. Còn khối ngành y dược, sư phạm, điểm chuẩn có thể giảm 0,5 điểm so với năm ngoái. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hoành hành của các cuộc gọi rác được chỉ ra đến từ những SIM điện thoại không chính chủ, hay còn gọi là SIM rác. Mặc dù từ cuối năm 2021 đến hết quý 1 năm nay đã có hơn 1 triệu SIM không chính chủ đến đăng ký lại thông tin, thế nhưng SIM rác vẫn xuất hiện trên thị trường. Và người tiêu dùng thì vẫn có thể dễ dàng mua được những chiếc SIM như vậy. Ngay cả trong những lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi sau tiết học, chàng sinh viên công nghệ thông tin này vẫn bị làm phiền bởi những cuộc gọi rác. Dù đã chặn xóa đủ kiểu, khi thì bị đe dọa đòi nợ oan, khi thì được khen ngợi đủ điều kiện vay tín dụng, khi thì được tuyển dụng làm cộng tác viên cho sàn thương mại điện tử. Bản thân mình là sinh viên ngành công nghệ thông tin, mình có một số biện pháp để phòng tránh mà mình còn thấy là rất là phiền phức rồi.
thì những người ở ngoài ở xung quanh mình họ ít hiểu biết hơn mình, họ không có những biện pháp phòng tránh an toàn trên mạng thì họ có thể là gặp phiền phức hay là dính vào những tệ nạn hoặc là bị lừa đảo trên mạng. Những cuộc gọi rác khiến nhiều người bức xúc, thêm cả bất an. Em rất là bức xúc vì cứ xóa chặn lại tiếp tục bị làm phiền, nhiều khi là bây giờ là em sợ phải nghe máy của số lạ rồi. Mình đã từng gặp một cái cuộc gọi lừa đảo thì bên đấy bắt mình cung cấp những cái thông tin giống như là chứng minh nhân dân này, nói chung là thông tin cá nhân của mình rất là chi tiết. Thì lúc đấy mình nhận ra là đây là một cuộc gọi lừa đảo, vì vậy mình đã cúp máy luôn. Nếu mà trong tương lai mà mình cần đến cái dịch vụ đó thì mình sẽ không bao giờ mình lựa chọn những cái đơn vị mà họ đã liên hệ đến với mình, không được mình cho phép thì điều đó là nó ảnh hưởng rất nhiều đến quyền riêng tư của mình. Bủa vây bởi đủ hình thức gọi rác, nhắn rác, thư điện tử rác khiến người dùng chán nản ngay cả trong việc ngăn chặn, bởi cứ chặn, cuộc gọi rác lại mọc lên như nấm. Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone 16 tháng 9 năm nay với chủ đề 35 năm thực hiện nghị định thư Montreal, chung tay bảo vệ sự sống trên trái đất, kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong việc hướng đến các giải pháp chung để giảm các chất làm suy giảm tầng ozone. Từ năm 2012, Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai kế hoạch loại trừ các chất này theo lộ trình thực hiện nghị định thư Montreal. Một trong những nội dung của kế hoạch này là hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sử dụng các chất được kiểm soát, ít ảnh hưởng đến tầng ozone. Là doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, công ty Yantai Moon Việt Nam chuyên sản xuất sốc cách nhiệt sử dụng các chất làm suy giảm tầng ozone. Từ cuối năm 2020, doanh nghiệp này cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với Ngân hàng Thế giới hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng để đầu tư dây chuyền sản xuất mới không dùng các chất HCFC 141B trộn sẵn trong polyol trong sản xuất sốp. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc chuyển đổi và không còn phải lo lắng về những thiết bị cũ sử dụng các chất gây ảnh hưởng đến tầng ozone. Với sự giúp đỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, chúng tôi đã đăng ký chương trình tài trợ cho việc chuyển đổi thiết bị tạo xốp vào năm 2020. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, chúng tôi đã chuyển tất cả các công nghệ tạo xốp sử dụng 141B thành công nghệ không làm ảnh hưởng đến môi trường và tầng ozone. Sự phối hợp hiệu quả liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, các trường đào tạo nghề, các doanh nghiệp tham gia thực hiện loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone giúp Việt Nam thực hiện đúng lộ trình, thực hiện nghĩa vụ thành viên tham gia nghị định thư Montreal. Đến nay, đã gần 30 năm, Việt Nam tham gia và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Tôi cũng hy vọng rằng là cùng với hoạt động chuyển đổi công nghệ và những hoạt động đào tạo mà dự án đang triển khai thì cũng sẽ đóng góp vào cái nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm trừ các cái chất HCFC và đóng góp theo cái mục tiêu cam kết của chúng ta là 35%. Trước những biến động về thị trường, kể từ khi bắt đầu thực hiện dự án loại trừ HCFC giai đoạn 2 đang được triển khai và sau khi tham vấn các bên liên quan, chúng tôi đã thống nhất với chính phủ để tái cấu trúc dự án, giúp hoàn thành dự án thành công và Việt Nam tiếp tục đáp ứng nghĩa vụ loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone. Dự án đang tiếp tục được triển khai thực hiện theo tiến độ nhằm giảm mức tiêu thụ HCFC trên phạm vi toàn quốc. Tại buổi hội thảo tổng hợp đánh giá một số kết quả bước đầu của dự án kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn 2 do Cục Biến đổi Khí hậu tổ chức ngày 15 tháng 9, các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong việc loại trừ thành công các chất làm suy giảm tầng ozone, nhưng cũng chỉ ra những thách thức khi nước ta đang phải đối mặt với xu hướng gia tăng sử dụng các chất có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao. Đây là một cái dự án mà chúng ta sẽ phải thực hiện trong cái giai đoạn mà thực hiện cam kết quốc tế sẽ thực hiện cái nghĩa vụ mà loại trừ 35% mức tiêu thụ cơ sở. Tương đương với cái hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC chỉ còn 2.600 tấn, giảm đi 1.000 tấn so với giai đoạn trước và sẽ tiến tới là giảm dần trong giai đoạn sau đó cho đến khi mà chúng ta chấm dứt cái nhập khẩu các chất HCFC vào năm 2040. Mời quý vị đến với phần điểm báo sáng nay với những bài viết đáng chú ý. Và đầu tiên xin gửi tới quý vị bài viết trên trang VTC News: Hà Nội dừng 7 dự án chậm triển khai. Cụ thể, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về việc chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm luật đầu tư, luật đất đai trên địa bàn thành phố. Cụ thể,
đó là các dự án của các chủ đầu tư như dự án tòa nhà hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sĩ văn phòng Interpol Việt Nam tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, dự án khu đô thị sinh thái Đại Thịnh tại các xã Mê Linh, Văn Khê và Đại Thịnh, huyện Mê Linh, dự án khu đô thị mới Việt Á tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, dự án khu đô thị BMC Thăng Long tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, dự án khu nhà ở cao cấp Phương Viên tại các xã Thạch Đà, Đại Thịnh, Văn Khê, Tam Đồng, huyện Mê Linh, dự án khu đô thị Quang Minh Bắc và dự án khu đô thị Quang Minh Nam tại huyện Thường Tín. Với hai dự án đầu tư là dự án khu đô thị mới Mê Linh Đại Thịnh và dự án khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh 1 tại các xã Đại Thịnh, Thanh Lâm và Mê Linh, huyện Mê Linh có vi phạm nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu khoảng 202,489 ha. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đánh giá xem xét việc báo cáo thành ủy, đồng thời làm việc với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Xây dựng để có văn bản thống nhất dừng thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở quy trình quy định pháp luật về việc chấm dứt dừng thực hiện dự án đầu tư, báo cáo đề xuất trình đồng thời dự thảo các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấm dứt dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm luật đầu tư, luật đất đai trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành.